na Vera mai ni sikha padang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát kèn. Đừng xem múa hát, nghe đờn kèn và trang điểm thoa vật thơm, rồi phóng đeo tràng hoa. Ucha sayana naha sayana Vera mai ni sikha padang samadhi yami. Con xin vâng là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang atthang gassamana gattang buddhappanya tang uposathang imang charattin imang chadivassang sammadeva apirakkhitum samadhiyami. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới, chọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Imani atthasika badhani ubosata sila wasena imanjarating imanjari wasangsa tukang katuan abamade na samarak kitabang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải ráng quan giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. À ma phạm tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca ti yon ti sì lê na phu ca sam ba đàng sì lê na ni pu ti yon ti ta sma sì lăng vị số thát dê. Các chúng sinh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thú sa thú lành thay. Uttamang ye na wan de hang ta da tam sim wa uttamang buddhe yo kalito do so buddho samatu tang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ đi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na wan de hang tham mai cha duy thang wa lang tham me yo phali to do so tham mo tham ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na wan de hang sang thanh cha duy thot ta mang sang he yo kali to do so sang tho kha ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho. Dạ con kính xin dâng nít đến cho ngài, xin ngài chúc phúc đến đạo tràng chúng con cho tròn phước báo ngày hôm nay. Tề Attha Latha Sukhita Varunaha Buddhasa Chane Aroga Sukhita Ho Thasa Sabbe Hiệt Nhà Tị Phiên. Cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín phải bình hoàn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú sa thú lành thay. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, những thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, thể làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ôn tu nha ta vô. Cầu mong phước thiện này
gửi đến thân hữu nơi của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ để được an lạc lâu dài. Idang Watano Bunyan Asawa Khaya Wahang Hồ Tú, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Idang No Bunyan A Idang No Bunyan Nipa Nasa Tất Chá Yô Hồ Tú, cầu mong tất cả chúng ta sớm mặt được mau giải thoát. Nam Mô Bụt Thà Giá. Chúng con thành kính tri ân lãnh lễ và tri ân sư trí đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức trang tăng truyền giao tam quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ từ hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến tất cả chư tôn đức. Con xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phụ Vương. Nam Mô Bụt Thà Giá. Cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, trong quá trình đọc kinh Tam Bảo, thọ trì quy giới, có gì điều gì sơ sót, xin quý chư tăng, các cô tu nữ và toàn thể đạo tràng tha lỗi giùm con ạ, con xin sám hối ạ. Dạ, con kính dâng mít đến ngài Trí Đức, xin ngài cầm mít để điều phối chương trình ngày hôm nay. Dạ, con kính thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên kính lễ chư tôn cùng đức tăng trong những nước nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Sa thủ sĩ Hồng Mai. Hôm nay sĩ Hồng Mai rất là hoàn chỉnh ha, lễ bái tam bảo, thọ trì bát quan trai giới, rồi sám hối ha, thời gian cũng vừa phải lẽ, không có gì sơ sót, càng ngày càng tiến bộ, rất là hoan hỷ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 32, và câu Phật ngôn 32 này cũng kết thúc cái phẩm không phóng dật. Rồi, trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bụt hồ ma hê si á răng ta thà gá tô lô cô ta mô sá phá gá rù huy chê thá cô lô cá sá sá thà chá ná đầm má cô quý đồ hoành đà má hành tăng ná rá phù chá này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế, ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dâng lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yá tá sá sát thu nô lô ca nó mình thá sá quý nà thá rô khô sáp bành nhu bút thá bất Thí phụ thí sanh nhá tù hoành đà mất hình tầng nó ra phù. Này giác cần pháp bảo với như ánh vàng, Như Lai soi sáng vạt màn vô minh, phá tan lầm lạc dưỡng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chung nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô số gá tá xa xa quá khô xích khà số cà mô quá rách thầm bá xích khá khô niên đà bá sân xa đi á nà đá rô quá rô hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thinh văn Phật đà tâm học không rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đã lễ tăng hy đáng cho công chung nhớ ghi cúng dường. Tất tần át tế giá tê chê ná sê khà mê ê tu quá thà năng ta xà bí a nú phà quê ná xá hà xà dê ná sê chạc tú. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành,
mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 32. Appama darato bhikkhu. Appama darato bhikkhu. Appama darato bhikkhu. Rồi, câu số 2. Bama đều phải giác đá si hòa. Bama đều phải giác đá si hòa. Bama đều phải giác đá si hòa. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Bama đá rắc tổ phích cú. Bama đều phải giác đá si hòa. Bama đá rắc tổ phích Upama de phayadasi wa. Upama darato phích. Upama de phayadasi wa. Câu số 3 và câu số 4. Pabbo parihanaya. Pabbo parihanaya. Pabbo Bồ Parihānāya. Và câu cuối cùng. Nibbānasya vasanti ke. Nibbānasya vasanti ke. Nibbānasya vasanti ke. Bây giờ chúng ta ôn lại câu số 3 và câu số 4. Appabbo parihānāya nibbānasya vasanti ke. Appabbo parihānāya nibbānasya vasanti ke. Appabbo parihānāya nibbānasya vasanti ke. Rồi, bây giờ chúng ta ôn lại nguyên bài ha. Appama darato bhikkhu. Appama đều phải giác đá si hòa. Appabbo parihānāya nibbānasya vasanti ke. Appama darato bhikkhu. Appama đều phải giác đá si hòa. Appabbo parihānāya nibbānasya vasanti ke. Appama darato bhikkhu. Appama đều phải giác đá si hòa. Appabbo parihānāya nibbānasya vasanti ke. Đó là cách đọc thứ nhất ha. Còn cách đọc thứ hai thì tương đối nó dễ hơn, tức là chúng ta đọc hai câu ha. Bởi vì cuối cái câu số 2 nó là trường âm si wa chứ không phải si ha, das si chứ không phải das si. Rồi nghe lại ha. Appama darato bhikkhu. Appama đều phải giác đá si wa. Nghe lại ha. Appama darato bhikkhu. Appama đều phải giác đá si wa. Appama darato bhikkhu. Appama đều phải giác đá si hòa. Chúng ta dừng cuối câu số 2 ha. Rồi. Và chúng ta đọc tiếp hai câu cuối. Appabbo parihānāya nibbānasya vasanti ke. Appabbo parihānāya nibbānasya se vasanti ke. Appabbo parihānāya nibbānasya vasanti ke. Như vậy trong dòng kinh chúng ta có hai cách đọc ha.
để phân biệt trường âm và đoạn âm. Quý vị hơi dài thì đọc liền một hơi, quý vị mà chắc ăn hơn thì đọc một lần hai câu ha. Cũng giống như khi chúng ta kệ cũng vậy, chúng ta kệ thì một lần hai câu, tức là một câu lên một câu xuống, nương hơi nhau ha. Rồi như vậy quý vị chú ý ha, giọng kinh có hai cách đọc, còn giọng kệ thì đọc một lần hai câu và nương nhau để cho có âm giọng. Và kệ thì sao cũng được hết, người thì giọng thế này, người giọng thế kia, nhưng mà quý vị kệ như thế nào để tự mình cảm thấy rằng hoan hỷ. Khi mà quý vị kệ mà tâm thấy nó có sự chú tâm vào đó, có sự coi như lắng tâm, có một cái sự rung cảm trong đó, là quý vị thành công. Kệ ai nó khen nó chê không quan trọng, nhưng mà mình kệ mình thấy hoan hỷ, đó là thành công. Đây là một cái lối mà chúng ta thấy rằng có 8 chữ. 8 chữ thì chúng ta chia ra làm 2, cứ 4, 4 như vậy. Theo cái nhịp đó thì chúng ta cứ thế mà làm ha. Âm ba ma đa ràng tô phình khu ba ma đê phá gia đàn si hoa A pha po ba ri ha na ya ni ba na se wa san ti ke Âm ba ma đa ràng tô phình khu ba ma đê phá gia đàn si hoa A pha po ba ri ha na ya ni ba na se wa san ti ke Abba ma da ra to phin khu ba ma de pha ya dan si wa A pha po ba ri ha na ya ne pa na se wa san ti ke Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Rồi sa thủ xích mít ta xích kim, xích kim nhung, xin mời ba vị đại diện cho Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức, quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 32 ạ. Áp ba ma đa ra tô phích cú ba ma đề pha gia đát si hoa a pháp bồ ba ri na na ya ni pa na se hoa san ti kê. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ấp trường ba ma trường âm thông thường, á hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, ma đê thông thường, phá hai đoạn âm trường âm nhấn, si hoa hai trường âm thông thường, ấp ba ma đa ra tô phích khu ba ma đề pha gia đát si hoa. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Á đoạn âm pháp trường âm nhấn, bô trường âm thông thường, bá rí hai đoạn âm, ha na hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, nếp trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, xê trường âm thông thường, quá đoạn âm, san trường âm nhấn, tí đoạn âm, kê trường âm thông thường.
Áp bồ ba ri hà na ya nip ba nắc xê quá san tí kê. Dạ con xin đọc lại hết bài. Áp ba ma đa ra tô phích khu ba ma đề pha ya đắc xì hòa áp pháp bồ ba ri hà na ya nip ba nắc xê quá san tí kê. Ba ma đa ra tổ phật cô ba ma đề pha gia đắc si hòa a pháp bồ ba ri hà na gia nip ba nát sệ qua sanh tí kê. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Áp ba ma ra ra tô phật khu ba ma đề pha gia đắc si hòa a pháp bồ ba ri hà na ya nip ba nát se qua san ti kệ. Dạ con đã đọc xong kệ xong. Có chỗ nào sai sót xin ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư và các cô tu nữ cùng quý vị Phật tử. Hôm nay con xin trả bài kinh Pháp Cú số 32. Câu này là câu cúng cùi của phẩm phóng dật phải không sư? Ơi, chữ sáu là chết chắc rồi. Chắc sư sáu còn cúp cùa quá. Ok, cảm ơn quý vị đã cho âm thanh nghe rõ 3, 4, 5 người. Vậy là quá tốt đẹp rồi. Nghe rõ ràng rồi. Ok, bây giờ trả bài thôi. Nó nhiều quá, đi chợ về mệt quá. Trả bài. Tập trung rồi cho bài. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 32. Abhamma darato bhikkhubhamma de phayadassi wa apappo parihana yanibbanasse wasantike. Abhamma darato bhikkhubhamma de phayadassi wa apappo parihana yanibbanasse wasantike. Phân tích câu 1 và câu 2. Áp trường âm ngắn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, thí trường âm ngắn, khú đoạn âm. Câu số 2. Bá đoạn âm, ma đê hai trường âm thông thường, phá giá hai đoạn âm, đás trường âm ngắn, si qua hai trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2. Rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Abhamma darato bhikkhubhamma de phayadassi wa appappo parihana yanibbanasse wasantike. Abhamma darato bhikkhubhamma de phayadassi wa appappo parihana yanibbanasse wasantike. Phân tích câu số 3. Á đoạn âm, báp trường âm ngắn, bồ trường âm thông thường, bá rí hai đoạn âm, hà na hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, câu cúng cùi hay câu cuối cùng, níp trường âm ngắn, ba trường âm thông thường, nas trường âm ngắn, xê trường âm thông thường, quá đoạn âm, san trường âm ngắn, tí đoạn âm, kê trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Bữa nay bắt chước giống cái giọng của sư, coi cái kệ giống như sư vậy có được không ta? Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ giống như sư ca kệ vậy đó. Abhappo parihana yanibbanasse wasankhe.
Appama darato pekubama de payadasi wa abapo parihana yanibba nase wasantike. Làm sao ta? Abba madara to benko ba made pa ya dasiwa abba bo pariyanaya chết rồi không giống nip banase wa santike okay abba mada Appamada rato binku pamade paya dasiwa appabo parihanaya nibbanase wasantike. Trời ơi trời, giọng kể của sư đặc biệt quá, sắc bắt không chết, bắt chứ không được gì trời. Appamada rato binku pamade pa yadasiwa appabo parihanaya nibbanase wasantike. Ai chết chắc không bắt chước được đâu, chỉ là tạm được tính rồi. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật không thể bị thối đỏ, nhất định gần niết bàn. Đó bà là, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sư ơi sư, con nãy không có sư, con kể tự tựa giống sư, mà khi lên đây là cái bản tính của con là giống y chang à. Con sẽ làm theo ý con thôi, không bắt chước được ai hết trơn hết. Quý vị ơi, bữa nay sư mệt rồi đó, sư không có cho bông qua vậy trơn, sư đi uống nước rồi nghỉ mệt rồi đó quý vị. Quý vị ơi, tôi đọc có sai gì không quý vị? Bắt chước kể cái ổng không được. Bà Abhamadara to bhikkhu Bhamade paya dasiwa Appabo parihanaya nibbanase wasantike. Tại vì sư đọc đều lên xuống chậm, còn cái tánh tôi á là đọc nhanh, đọc chậm không được, có bắt chước hoài kỳ thôi. Hoài cốt cũng quần cốt khỉ thôi hò. Mời cô Kim Nhung. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa nha. Người vỗ tay vỗ chân mà quên nha. Trời ơi, vỗ tay chân sa thú nghe vui vẻ lắm nha. Mời cô Kim Nhung lên nha. Ba. Lo Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài. Dạ để con kéo xuống. Dạ cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Đọc câu kệ ngôn số 32 ạ. Appama darato phekubama de phayadasi wa afabo parihana yanipse wasantike. Appama darato phekubama de phayadasi wa Afabbo parihana yanibbana sewasantike. Vui thích không phóng dật, tỷ phóng dật không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích ạ. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, bá là đoạn âm, ma là thông thường, phá giá là hai đoạn âm, das là trường âm nhấn, si, wa là hai trường âm thông thường. Badarato phích khu ba mà để pha gia đa xì hòa. Câu 3 và câu 4 ạ. Á là đoạn âm, pháp là trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường, bá rí là hai đoạn âm, ha na là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, nip là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, nas là trường âm nhấn, c là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, san là trường âm nhấn,
Tí là đoạn âm, kê là trường âm thông thường. A pháp bồ bá ri hà nà gia nếp bà na sề quá sàn tí kề. A ba mà đa ra tổ phích khu ba mà đề phá gia đa xì hòa. A pháp bồ bá ri hà nà gia nếp bà na sề quá sàn tí kề. Appa ma da ra to phik khu ba ma de pha ya da si wa a pha po pa ri ha na ya ni pa na se wa san ti ke appa ma da ra to phik khu ba ma de pha ya da si wa a pha pa ri ha na ya ni pa na se wa san ti ke. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa gần niết bàn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã post bài. Dạ, xin mời Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý chư tăng, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cú pháp cú số 32. Appamadarato phikkhu pammadevayadassiwa apappo parihana yanibbanasse wasantike. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Áp trường âm nhấn, phá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá, rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, phá đoạn âm, ma đê hai trường âm thông thường, phá giá hai đoạn âm, đát trường âm nhấn, si wa hai trường âm thông thường. Appamadarato phikkhu pammadevayadassiwa. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Á đoạn âm, pháp trường âm nhấn, bô trường âm thông thường, pá rí hai đoạn âm, ha na hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, níp trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, c trường âm thông thường, quá đoạn âm, xanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, kê trường âm thông thường. A pháp bồ ba ri hà na ya nít ba nát c quá xanh tí kê. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 32. Appamadarato phikkhu pammadevayadassiwa a pháp-bồ parihana yanibbanasse wasantike. Appamadarato phikkhu pammadevayadassiwa a pháp-bồ parihana yanibbanasse Banase wa santi ke. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Con xin được đọc câu pháp cú 32. Appamadarato bhikkhu pammade payadassiwa a pappo parihana yanibbanasse wasantike. Appamadarato bhikkhu
Cô Ba Mà Đề Ba Gia Đa Sĩ Hòa A Pháp Bồ Ba Ri Đà Nà Gia Niếp Bà Na Sê Quá Sàn Tí Kê. Dạ, con xin được phân tích. Áp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, bít trường âm nhấn, khú bá hai đoạn âm, ma đê hai trường âm thông thường, phá đoạn âm, giá đoạn âm, đá trường âm nhấn, si qua hai trường âm thông thường. Dạ, câu 3, câu 4. Á đoạn âm, pháp trường âm nhấn, bô trường âm thông thường, bá rí hai đoạn âm, ha na hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, níp trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, C trường âm thông thường, quá đoạn âm, san trường âm nhấn, tí đoạn âm, kê trường âm thông thường. Dạ, con xin được đọc lại. Áp ta mà đa ra tổ bích khu ba mà đề ba gia đa sĩ hòa áp pháp bồ ba ri hà nà gia bí níp bà na sê quá sàn tí kê. Áp ta mà đa ra tổ bích khu ba mà đề ba gia đa sĩ hòa áp pháp bồ ba ri hà nà gia níp bà na sê quá sàn tí kê. Quy thích không phóng vật, tỳ kheo sợ phóng vật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong. Con xin kính tri ân sư Trí Đức, kính cảm ơn đạo tràng. Con xin nhường mic cho vị kế tiếp. Được chưa ạ? Ủa? Sao náo hoài vậy? Alo, alo ạ. Alo, đạo tràng có nghe con nói không ạ? À, con xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Phật và Pháp bảo. À, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 32. Áp ba mà đa ra tổ phích khu ba mà đề pha gia đa xì hòa a pháp bồ ba ra hi hà nà ra nít bà nát xì hòa nét nát xì hòa sàn tí kề. Áp ba mà đa ra tổ phích khu ba mà đề pha gia đa si wa a pháp bồ ba ra ba ri hà na ra nít bà na na se wa na san ti kê. Và con phân tích câu 1 và câu 2. A ba ma da ra tu phích khu ba ma đề pha ra da si wa si wa. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá rá là hai đoạn âm, tô là đường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, phú là đoạn âm, bá là đoạn âm, ma đê là hai trường âm thông thường, phá giá là hai đoạn âm, đát là trường âm nhấn, suy qua là hai trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. A pháp bồ ba ri hà nà ra nít bà nát xề qua sàn ti kề. Á là bản âm, pháp là trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường,
bá là đoạn, bá rí là hai đoạn âm, ha na là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, c là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, săn là trường âm nhấn, tí là đàn âm, kê là trường âm thông thường. Là con xin đọc lại toàn bài. Abba ma da ra to phích ku ba ma de pha ra da si hoa a pha bồ ba ra hi ba ra hà na ra nít ba ni nát se hoa sàn ti kê. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Con xin kệ. Abba ma da ra to phích khu ba ma de pha ra đáp si hoa a pham bo ba di ha na ya nít ba nát xê quả gian tí kê. Áp ba ma đa ra tô phích khu ba ma đê phá ra đan si hoa a pháp bô ba rì ha na ya nín ba nát xê quả gian tí kê. Dạ con đã đọc xong và kệ xong, phân tích xong, con có sai thì mong ngài Chí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con kính lên lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Chí Đức, quý chư tăng, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh vừa vào đạo tràng. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 32. Appama dagato sikku pama de saya dasi wa afat bo parihana yanit bana se wa santike. Appama dagato sikku pama de saya dasi wa afat bo parihana se wa santike. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Appama dagato sikku pama de saya dasi wa. App là trường âm nhấn, pa là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, bá, rá hai đoạn âm, to trường âm thông thường, sik trường âm nhấn, khu đoạn âm, pa đoạn âm, ma de hai trường âm thông thường, pa giá hai đoạn âm, das trường âm nhấn, si qua trường âm thông thường. Appama dagato sikku pama de paya dasi wa. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Appabo parihana yanibbana se wasantike. Á là đoạn âm, pháp là trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường, tá rí hai đoạn âm, ha na hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, nít trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, c trường âm thông thường, quá đoạn âm, san trường âm nhấn, tít là đoạn âm, kê trường âm thông thường. A pháp bồ parihana yanip ba nát se wa san ti kê. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 32. Appama dagato sikku pama de saya dasi wa afabbo parihana yanip bana se wa santike. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Appama dagato sikku Pama de pha ya da si wa a pha pu pa vi ha na ya ni pa na se wa san ti ke.
tamada rato fikhu pamadeva yadam siwa afapupa rihanaya nibbanase vasantike. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và bảo tràng chỉnh sửa dùm. Xin cảm ơn Hòa Quang Thanh đã post bài. Cảm ơn toàn thể đạo tràng. Xin xuống mic. Xin mời cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Dạ, cho con xin bài ạ. Tự nhiên nãy máy rớt mạng. Rồi, cảm ơn Quang Thanh. Sau đây con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 32. Abhama darato fikhu bhama de phaya dasiva afabo barihana yanipanase vasantike. Dạ, câu 1 và câu 2 ạ. Ab là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, bá là đoạn âm, ma đê là hai trường âm thông thường, phá giá là hai đoạn âm, đát là trường âm nhấn, si va là hai trường âm thông thường. Abhama darato fikhu bhama de phai yadasi va. Câu 3 và câu 4 ạ. Afabo parihana yanipanase vasantike. Á là đoạn âm, pháp là trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường, bá rí là hai đoạn âm, hana là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, nip là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, c là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, kê là trường âm thông thường. Áp pháp bồ ba ri hà na yan nip ba na se va san ti kê. Abhama darato fikhu bhama de phaya phaya dasi va afabo barihana yanipanase vasantike. Abhama darato fikhu bhama de phaya dasi va afabo barihana yanipanase vasantike. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Abhamada rato fikhu bhamadeva yadasiva afabo barihanaya nibbanase vasantike. Dạ con đọc và kể phân tích xong rồi, con có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống mic và xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, kính chào đạo tràng. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, và con kính lễ cô phụ nữ Tích Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng.
Dạ con xin được đọc câu Pháp Cú số 32. Abba ma darato fikku ba ma de phaya dasi va apapo barihana janibba natse pasantike Abba ma darato fikku ba ma de phaya dasi va Afapo parihana yani ba nakse pasantike. Nhớ con xin phân tích. Áp là trường âm nhấn, đá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá rá hai đoạn âm, ô trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, bá đoạn âm, ma trường âm, ma d là hai trường âm thông thường, phá giá là hai đoạn âm, đát là trường âm nhấn, si va là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, pháp là trường âm, bô là trường âm thông thường, bá rí hai đoạn âm, ha na là hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, níp trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, c va là hai trường c là trường âm thường, vá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tí đoạn âm, kê là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại nguyên bài. Abba ma darato fikku ba ma de phaya dasi va afapo barihana yanipa nakse basantike. Vui thích không thấm nhập, tỷ kheo sợ thấm nhập, không thể bị thoái đọa, nhất định gần niết bàn. Và đây là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Ngài con xin kể. Abba ma da ra to phin khu ba ma de pa ya da si ba a pháp bao pháp ba ri ha na ya nip ba nan se va sam ti ke ab ba ma da to phin khu ba ma de pa ya da si pa a pháp bo ba ri ha na ya nip ba na se và san ti kê. Dạ con dạ đã đọc và kể xong, con có sai con xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con cảm ơn đạo tràng, con xin dâng mic lại cho vị kế tiếp. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ quý sư, con kính chào quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 32. Abba ma darato fikku ba ma de phaya dasiwa afapo parihana yanipa nasse wasantike. Abba ma darato fikku ba ma de phaya dasiwa afap bồ bari hà na yanip bà na se wa san ti kê áp ba ma đa ra tô phích khu ba ma đề pha ya đa si wa. Áp là trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú bá hai đoạn âm, ma đề hai trường âm thông thường, phá giá hai đoạn âm,
Das, trường âm nhấn, Si, đoạn âm, Qua, trường âm thông thường. Abhama Dharato Vikubhama De Phayadasiwa Afapo Parihana Yanipanase Vasantike. Á là đoạn âm, Pháp là trường âm nhấn, Bồ trường âm thông thường, Bá rí hai đoạn âm, hai trường âm thông thường, Giá đoạn âm, Níp trường âm nhấn, Ba trường âm thông thường, Nát trường âm nhấn, C trường âm thông thường, Quá đoạn âm, Xanh trường âm nhấn, Tí đoạn âm, Kê trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3 và 4. Áp pháp bồ parihana yanipanase vasantike. Con đọc lại từ đầu. Appama darato vikkhupama de phayadassiwa Áp pháp bồ parihana yanipanase vasantike. Appama darato vikkhupama Kupama de Vajadasiwa Afapo Parihana Yanipanase Vasantike. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần Niết Bàn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chư Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô, tư nữ, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài Công Pháp Cú số 32. Appamadarato Pikku Pamade Phayadasiwa Appapo Parihanaya Nipanase Vasantike Appamadarato Pikku Pamade Phayadasiwa Dasiwa Appapo Parihanaya Nibbanasse Vasantike. Con phân tích câu 1 và 2. Appama Dharato Bhikkhu Pamade Phayadasiwa Ap trường âm nhấn phá đoạn âm ma trường âm thông thường. Đá rá hai đoạn âm tô trường âm thông thường. Thích trường âm nhấn khú đoạn âm phá đoạn âm ma đề hai trường âm thông thường phá giá hai đoạn âm đá trường âm nhấn xí đoạn âm qua trường âm thông thường áp bát ma đá la tu thiết khú bát ma đề phá giá đá xí qua câu 3 và 4. Áp bồ phát vi hà na giá đi bà na se qua san thi kề á đoạn âm bát trường âm nhấn vô trường âm thông thường phá lý hai đoạn âm ha na hai trường âm thông thường giá đoạn âm nếp trường âm nhấn ba trường âm thông thường nát trường âm nhấn c trường âm thông thường quá đoạn âm san trường âm nhấn tí đoạn âm kê trường âm thông thường appapo parihana ya nipa nasse quá san thi kê Appama Dharato Bhikkhu Pamma De Phayadassiwa Appapo Parihanaya Nibbanasse Vasantike. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần Niết Bàn của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Appama Dharato Bhikkhu Pamma De Phayadassiwa Ampambu parihanaya nibbana se vasantike Ampamada hatu pinku pamade paya dan siwa Ampambu parihanaya nibbana se vasantike. Dạ, con đã đọc xong, con có sai xin quý sư sửa dùm cho con.
đạo tràng sửa dùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, xin lễ sư Trí Đức, kính lễ đại đức Thập Trang, kính chào cô Nhật Quỳnh, kính chào quý cô tu nữ, quý bà, quý cô, quý anh, quý chị, kính thưa chư quý vị. Hôm nay thay mà quý dương lành được vô học kinh pháp cú của cùng quý sư và quý vị. Đạo huynh cũng phải nói là cái kinh này rất là quan trọng thưa quý vị, và chính đạo huynh cũng lấy cái kinh này đi. Xin phân tích cái câu này. Dạ, áp là trường âm nhấn, âm ma là trường âm, á ra là hai đoạn âm, tô là trường âm, xích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, bá là đoạn âm, phá là đoạn âm, là đoạn âm, das là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, qua là trường âm, á là đoạn âm, pháp là trường âm nhấn, phô là trường âm thông, hát là hai trường âm, giá là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, c là trường âm đoạn âm, xăng là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, kê là đoạn âm. Dạ, và mình sẽ xin đạo huynh xin kể. Amada ra tu bít khu ba ma đê pha ya đa si hoa appa ma đa ra tu phi khu ba ma đê pha ya đa si hoa. Apho parihana nipas apho paraya nipanatse wasantike. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật không thể bị thổi đọa. Thối đọa yeah. Nhìn không lại chắc thối đọa không? Nhất định gần biết bè. Dạ, xin Nam Mô Bụt Tha nhé. Xin chúc quý vị kính pháp an vui. Chúc quý sư sức khỏe đạo pháp. Xin kính chào. Nam mô Bụt Tha ya, Nam mô Tham ma ya, Nam mô Sang kha ya. Con thành thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức, kính lễ đại đức Pháp Trang, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam thánh nữ. Và tự nhiên xin đọc kinh pháp cú và phân tích câu pháp cú số tâm hạnh
Dạ Quỳnh hay Tâm Hạnh gì có bắt bắt bài giùm mà tự nhiên à. Alo alo, không thấy bài. Dạ cảm ơn Dạ Quỳnh. Áp ba mà đã ra tù phích khú ba mà đề phá giá đát gì qua áp trường âm nhấn bá đoạn âm ma trường âm thông thường đá rá hai đoạn âm tô trường âm thông thường phích trường âm nhấn khú đoạn âm áp ba mà đá ra tô phích khú đoạn hai bá đoạn âm ma đê hai trường âm thông thường phá hai đoạn âm đát trường âm nhấn si qua hai trường âm thông thường ba mà đề pha giác đát si qua đoạn ba và bốn áp áp pháp bồ áp pháp bồ bát di hà na giá ni bà nát si quát san tích kề á đoạn áp bá rí hai đoạn âm hà na hai trường âm thông thường giá đoạn âm áp pháp đoạn bốn níp trường âm nhấn ba trường âm thông thường nát trường âm nhấn c trường âm thông thường quá đoạn âm xanh trường âm nhấn tí đoạn âm kê trường âm thông thường áp pháp bồ bá ri hà na gia ni bà nát xê quát xanh tí kê áp ba mà đá ra tô phích khú ba mà đề phá giá đát xì hòa áp pháp bồ bá ri hà na gia ni bà nát xê quát xanh tí kê áp ba ma đa ra tu phích khu ba ma đề pha và đạt si qua dạ à, xin xin mời tại vì nó nhảy qua rồi đọc tập áp ba ma đa ra tu phích khu ba ma đề pha và đạt si qua à pháp mô ba di a na ya ni pa na se wa san ti ke vui thích không phóng dật tỷ kheo sợ phóng dật không thể bị thói đọa nhất định gần niết bàn áp ba mà đa ra tô phích khú ba mà đề phá giá đát xì hòa áp ba bồ ba ri hà na giá niết bà nát xì quá sầm tiết kề dạ khổ thơ này của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của Giang Nhật Hạ. Dạ cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ tự nhiên đã phân tích và đọc, nếu có sai xin đọc tràng và ngài chỉnh sửa. Dạ kính mời Giang Nhật Hà.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 32 ngày hôm nay ạ. Abhamma darato fikkhubhamma de phayadassi wa afabbo parihana yanibbanasse wasantike. Abhamma darato fikkhubhamma de phayadassi wa afabbo parihana yanibbanasse wasantike. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Abhamma darato fikkhubhamma de phayadassi wa. Ab là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá, rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, bá là đoạn âm, ma, đê là hai trường âm thông thường, phá, giá là hai đoạn âm, das là trường âm nhấn, si, wa là hai trường âm thông thường. Abhamma darato fikkhubhamma de phayadassi wa. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Afabbo parihana yanibbanasse wasantike. Á là đoạn âm, pháp là trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường, bá, rí là hai đoạn âm, ha, na là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, nip là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, nas là trường âm nhấn, c là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, kê là trường âm thông thường. Afabbo parihana yanibbanasse wasantike. Dạ, con xin đọc lại. Abhamma darato fikkhubhamma de phayadassi wa afabbo parihana yanibbanasse wasantike. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Abhamma darato fikkhubhamma de phayadassi wa afabbo parihana yanibbanasse wasantike. Abhamma darato fikkhubhamma de phayadassi wa afabbo parihana yanibbanasse wasantike. Dạ, con đã đọc xong và kệ xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ, cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, con xin mời cô Niệm Từ ạ. Dạ, cảm ơn Giang Nhật Hạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, con kính đảnh lễ cô Trung Nữ Tuệ Duyên, và con kính lễ với bà với cô Trung Nữ, và con kính chào đạo tràng. Và con cảm ơn đạo tràng đã cho Niệm Từ biết và âm thanh rõ. Và cảm ơn Sít Nhật Quỳnh, Thiên Vũ, Sít Hồng Mai, Sít Kim Nhung và cô Tuệ Duyên. Và con xin đọc và phân tích bài học hôm nay, câu Pháp Cú số 32. Abhamma darato fikkhubhamma de phayadassi wa afabbo parihana yanibbanasse wasantike. Abhamma darato fikkhubhamma de phayadassi wa afabbo parihana yanibbanasse wasantike. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Abhamma darato fikkhubhamma de phayadassi wa. Và câu số 1.
áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm. Và câu số 2, bá là đoạn âm, ma đê là hai trường âm thông thường, phá giá là hai đoạn âm, das là trường âm nhấn, si wa là hai trường âm thông thường. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Afato parihana yanipanase wasantike. Và câu số 3, á là đoạn âm, pháp là trường âm nhấn, bồ là trường âm thông thường, bá rí là hai đoạn âm, hana là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Và câu số 4, nip là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, nas là trường âm nhấn, c là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, kê là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại, đúng không? Appamadarato fikubamade payadasiwa afap bồ bari hà na ya nip ba na se wa san ti ke appa ma da ra to fikku ba ma de pa ya da si wa appa bồ bari hà sa na ya nip ba na se wa san ti ke na san ti ke. Dạ con xin kể câu pháp cú số 32. Appamada rato finku bamadeva yadansiwa afambo barihanaya nibbanasewa santike. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc và phân tích xong. Con có sai, mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lời dùm con. Và cảm ơn Sức Nhật Quỳnh đã post bài. Và cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Và bây giờ con mời, xin mời bàn tay của ngài ạ. Nam mô Phật Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sằng Khai. Kính lễ để Đức Pháp Trang, kính lễ để Đức Tuệ Đức. Sa thú xin niệm từ. Xin niệm từ trên cái vấn đề phân tích và giọng kể rất là hay. Nhưng mà trong cái giọng kinh á, trường âm đoạn âm cuối câu đầu tiên nó là một đoạn âm nhưng mà là kéo dài. Appama darato fikubama kubama, ha, chữ khú này không có thể kéo dài nha. Nếu mà kéo dài ra thì nó sẽ trở thành một trường âm. Cho nên khi mà chúng thấy nó là đoạn âm thì chúng ta phải lướt nhanh qua fikubama fikubama, ha, chứ đừng có kéo dài chữ khú. Xin niệm từ chú ý chỗ đó ha. Đọc phân tích thì rất là chính xác. Còn xích chiếc lá mùa xuân ha, 9 người đã đọc một cách hoàn chỉnh ha, nhưng mà chiếc lá mùa xuân đầu bỏ chạy mất tiêu rồi. Chiếc lá mùa xuân của đạo tràng này làm nó không khí nó không có vẻ mùa thu mùa đông, chứ không thấy mùa xuân khí nào. Để rồi Sitina này, huynh đạo huynh này cũng bất chước theo chiếc lá mùa xuân ha. Phaya dasiwa, chữ dasiwa là chúng ta đã học bài 31 rồi. Bây giờ là đọc là siwa. Chiếc lá mùa xuân coi như đã đọc như vậy, cho nên Sitina huynh đạo huynh cũng bất chước theo luôn. Bất chước theo luôn.
Bởi vì nếu khi mà chúng ta chưa học á, thì chúng ta còn có vấn đề nhầm lẫn. Khi đã phân tích trường âm, đoạn âm, khi đã đi vào từ vựng, ý nghĩa của cái từ đó như thế nào, thì câu 31 quý vị đã học rồi. Câu 1, câu 2 quý vị thấy đã học rồi, chỉ còn có hai câu sau thôi. Như vậy mà chiếc lá mùa xuân làm thấy không? Thấy làm cho người khác bắt chước theo à. Rồi quê quá rồi, chạy mất tiêu. Ai xa tu xa tu. Hôm nay quý vị rất là tuyệt vời, nhất là chiến vị trước ha. Chiến vị trước là quý vị đọc rất là hoàn chỉnh. Chiếc lá mùa xuân vô số 10 đó là bị bù à, ha, bị bù. Rồi cái Christina Huynh Đạo Huynh. À đúng rồi, Huynh Đạo Huynh cũng bất chấp theo chiếc lá mùa xuân. Nhưng mà cái dòng kệ của Huynh Đạo Huynh đó, thì thấy tuyệt vời. Có Huynh Giang Nhật Hạ nè, rồi Huynh Đạo Huynh nữa. Trời ơi, đạo tràng của chúng ta có hai dòng kệ tuyệt vời á. Rồi, thôi bây giờ chúng ta đi vào từ vựng ha. Câu Phật ngôn 32 là câu cuối cùng của cái phẩm không phóng dật. Mà không phóng dật, khi mà chúng ta học cái này chúng ta thấy rõ ha. Huynh Đạo Huynh là một này, Christina là hai này. Tức là phóng dật nha. Bởi vì bất chấp theo chiếc lá mùa xuân. Tại sao coi như chín người khác người ta đọc chuẩn, mà mình là thấy chiếc lá mùa xuân là thấy cũng muốn có mùa xuân hay sao mà đọc theo người ta là chi vậy? Rồi bây giờ chúng ta đi vào tự vựng câu Phật ngôn cuối cùng của phẩm không phóng dật ha. Appama darato phikkhu, appama darato phikkhu. Câu 1 này, câu 2 này, hai câu này nó giống hệt như cái câu 31 nè. Thì appamada là không dễ vui ha. Rồi chữ rato là vui thích. Bây giờ ôn lại thôi nha. Appamada rato là thích thú sự không dễ vui, hoặc là có được sự hoan hỷ trong sự không phóng dật. Appamadarato bhikkhu, thì chữ bhikkhu là vị tỳ kheo ha. Rồi câu số 2, bhammade phayadassiwa. Bhammade là phóng dật biến nhát dễ vui nè. Phayadassiwa, phayadassi có nghĩa là việc đã nhìn thấy sợ hãi, việc đã nhìn thấy sợ hãi, hoặc là người đã nhìn thấy sợ hãi. Rồi chữ qua là hoặc và hay ha. Chỉ khác có hai câu sau thôi. Apappo parihanaya. Apappo, chúng ta thấy tiếp đồ ngữ á có nghĩa là không. Apappo do cái từ pappa. Pappa có nghĩa là có khả năng, có thể tồn tại. Nhưng mà có chữ á phía trước có nghĩa là không thể có tồn tại, không thể có khả năng. Hai câu đó học rồi, bây giờ chỉ có hai câu cuối thôi. Apapo là không có khả năng, không thể tồn tại. Chữ Appappa mà nó đứng làm chủ từ số ít, bà tham ma ngày câu quá chánh áo quỳ phan tí, cho nên Appappa biến thành Appappo.
Rồi cái từ Pahanaya, Parihanaya, chữ Pari đây là một cái đồ ngữ, nó đứng trước chữ Hanaya. Pari có nghĩa là xung quanh, Hanaya do căn ngữ Ha có nghĩa là rời bỏ, đoạn trừ hay là giết. Vậy thì Parihanaya nó đứng làm chỉ định cách ha, chỉ định cách, mà chỉ định cách này số ít, có nghĩa là chatuthi vipatti ekavacana. Parihanaya có nghĩa là đến sự thối đọa, đến sự thối đọa. Pháp bồ là không thể tồn tại, không có khả năng. Rồi Parihanaya là gì? Có nghĩa là đến sự thối đọa, đến sự thối đọa cuối cùng. Câu cuối cùng, Nibbanasse Vasantike, Nibbanasse Vasantike. Nibbana, nó là một danh từ trung tính, Akaranta, Napumsakalinga. Và Nibbana được chia theo sở hữu cách số ít, Chathi Vipati Ekavacana. Cho nên Nibbana biến thành Nibbanasse. Niết bàn nó xa là của niết bàn, của niết bàn, và đi theo sau nó là ê quá, một bất biến từ. Chữ ê quá này nó nhấn mạnh cho niết bàn nó xa và biến thành niết bàn nó xê quá, của hoặc là ở niết bàn. Của hay là ở niết bàn. Rồi cái từ cuối cùng, Santike. Santike do cái từ Santika. Santika nó là một danh từ trung tính, Akarantanapumsakalinga. Và chữ sanh tỳ ca này được chia theo định sở các số ít, sanh tầm ý vì phát tí ế cao quá trình á. Cho nên sanh tỳ ca biến thành sanh tỳ kê. Sanh tỳ kê là ở rất gần hay là đến gần, ở rất gần hay là đến gần. Rồi, như vậy thì câu Phật ngôn 32 cho chúng ta một ý nghĩa. Vị tỳ khưu thích thú trong sự không phóng dật, hoặc có sự nhìn thấy nỗi hiểm nguy trong sự phóng dật, không thể thối đọa, vì ấy ở rất gần niết bàn. Xin lặp lại ha. Vị tỳ khưu thích thú trong sự không sao lãng, hoặc có sự nhìn thấy nỗi hiểm nguy trong sự sao lãng, không thể thấu đọa, vì ấy ở rất gần niết bàn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức Đa Phổ Thơ Lục Bát thế này: chỉ theo vui thích tinh cần, sợ hãi phóng dật, chuyên tâm quán thiền, phải rơi đọa xuống các miền, vì ấy nhất định kề bên niết bàn. Tỷ kheo vui thích tinh cần, sợ hãi phóng dật, chuyên tâm quán thiền, khỏi rơi đọa xuống các miền, vị ấy nhất định kề bên niết bàn. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn ha: vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật,
không thể bị thối đọa nhất định gần niết bàn. Rồi đó, như vậy thì quý vị thấy rằng trong cái câu số 2 ha, Bama de Phayadassi wa, câu 31 chúng ta đã học. Bây giờ câu 32 chúng ta cũng học lại câu này. Và câu 31 chúng tôi cũng đã phân tích rồi. Thì qua câu 32, vậy mà chiếc lá mùa xuân ha, đã làm cho hai vị kia coi như bất chước theo, tưởng là mùa xuân ngon lắm hả. Đó là phong giặc nha, đó là phong đó. Ở đây hai câu sau nói lên sự không phong giặc này, tức là không thể bị thối đọa nhất định gần niết bàn. Về niết bàn chi cho sớm. Đi về niết bàn cũng đi về có một mình thôi, đó là đông vui ha, từ từ chứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào duyên sự ha. Ô Phật ngon này, câu này là câu cuối cùng của phẩm không phóng vật nha, Appama Đá Quốc Gá. Và hết câu này chúng ta có một buổi để nói lên cái ý nghĩa của những cái bài Phật ngôn trong cái phẩm không phong vật này ha. Quý vị cố gắng coi cái câu nào mà quý vị tâm đắc, để rồi quý vị lên trình bày ôn lại. Chứ chúng ta học mà để cho gió cuốn đi thì buồn lắm ha. Phải có một chút gì để nhớ để thương chứ. Rồi bây giờ câu Phật ngôn 32 nói lên vấn đề gì? Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, thì Ngài đề cập đến một vị tỳ khưu tên là Thích Xá. Cái vị tỳ khưu Thích Xá này ở trong kinh thành Sawatthi, khi mà còn là cư sĩ, thì coi như là đến chùa nghe pháp, rồi xuất gia với bậc đạo sư. Nhưng mà cũng thấy tương tự, tức là tu sa di trước rồi sau mới thọ của túc giới sau. Rồi cái vị này cũng có một cái tên trùng với Ngài Thích Xá, tức là trùng với một vị trưởng lão. Cho nên cái vị này được chư tăng gọi là Đại Đức Thích Xá ở trong cái thị xã, tức là để phân biệt cái vị này với cái vị trưởng lão, thì là có một cái tên gắn liền là Đại Đức Thích Xá ở thị xã. Vị này tỏ ra là một vị tỳ khưu thiểu dục, tri túc, độc cư, cần mẫn. Vị này chỉ đi khất thực ở trong cái thị xã của mình, tức là cái nơi mà đã sinh ra Đại Đức mà thôi, tức là trong quê hương xứ sở của mình, chứ không đi đâu xa. Cho đến những cuộc lễ trai tăng do các đại thí chủ như là ông Cấp Cô Độc, rồi bà Quý Sát Kha, hoặc là sự cúng dường vô tiền khoáng hậu của đức vua Pasenadi xứ Kosala, do hoàng hậu Malika đứng ra coi như là để hướng dẫn, thì đó là một cuộc đại thí mà rất là to lớn, rất là hoành tráng. Nhưng mà cái vị này cũng không có đi đến dự trong các cuộc lễ đó. Khi mà thấy vị này không đến những cái nơi tụ hội đông đúc, trong các cuộc tăng hoặc tăng thí, không phải là vì sợ Covid ha, sợ đông người, nhưng mà cái tánh của vị này là thích độc cư nhàn tịnh, không thích ồn ào. Chúng ta thấy những nơi đông đúc ồn ào là dễ bị mất dịch lắm nha. Vì đại đức này ở nơi chôn nhau cắt luống của mình, hàng ngày cứ sống thân cận với bà con quyến thuộc, nhưng mà không có đi đâu xa hết, chỉ có quẩn quẩn nơi chỗ ở của mình mà thôi. Thì như vậy chư tăng
mới thấy cái vị này có cái hành độc cư nhàn tịnh thì cục như vậy mới trình lên Đức Phật. Và Đức Phật cho gọi tỳ kheo Thích Xá ở thị xã đó đến và hỏi rằng: Này tỳ kheo, nghe nói ông có cái hạnh là như vậy, có thật sự như vậy không? Dạ bạch Đức Thế Tôn, con không có lê la thân mật với thân bằng quyến thuộc của con, mà con giữ cái hạnh độc cư, đi thọ bát được cái gì thì dùng cái món đó, ngon hay dở gì cũng được. Dầu cho có nghe có trai tăng ở đâu, con cũng không có đi đến dự. Thật tình ra thì con không có lăng la thân cận với quyến thuộc bà con. Bạch Ngài, sau khi nghe rõ cái hạnh của vị Đại Đức Thích Xá ở thị xã này, thì Đức Phật cất tiếng tán dương sa thú rằng: sa thú này chư tỳ kheo, chính nhờ thọ giáo với bậc đạo sư Như Lai mà ông ta đã trở nên một người thiếu dục. Nếu hành thiếu dục này quả thật là một cái đức tính rất là tốt đẹp, một cái tập quán di truyền của ta trong thời quá khứ. Và nghe như vậy thì chư tăng thỉnh cầu Đức Phật thuật lại cái bổn sanh mà nói dục tri túc đó. Đức Phật giải thích thế này: xưa kia có vô số ngàn chân chim anh vũ, anh vũ su quát ca, anh vũ tức là chim cát đó, ha. Thì những con chim anh vũ này nó cứ ngủ ở trong cái rừng có cái trái vải, gọi là rừng vải u đâm và rá trên cái bờ sông Hằng thuộc cái miền núi Hy Mã Lạp Sơn. Bây giờ có một con chim anh vũ chúa, nó giữ cái hành tri túc hết sức là cao thượng ở trên cây vải, chỗ mà nó ngủ, nó đã ăn hết cái trái, chỉ còn sót lại ít cái nụ lá hay là vỏ cây mà thôi. Nhưng một con chim anh vũ này nó bằng lòng với những cái thứ đó, ăn hết cái chút đỉnh vật thực ở trên cây, rồi nó xuống dưới sông nó uống nước, chứ nó không có chịu bỏ cái chú sư đó mà đi nơi khác. Tức là khi bạn thấy trái thì nó là ăn lá cây, ăn cái nụ cây hoặc là ăn vỏ cây mà thôi. Và do có lực tri túc của con chim anh vũ chúa này, Thiên Vương Đế Thích cảm thấy bị xung chuyển cái ngôi bộ bảo tọa. Đức Vua Trời Đế Thích mới tìm hiểu nguyên nhân và thấy đó là do cái hành tri túc của con chim anh vũ này. Và để thử lòng con chim anh vũ, Đức Vua Trời Đế Thích mới làm cho cái thân cây vải đó nó trở nên héo khô. Và do thần thông làm cho cây vải đó nó khô héo, nó mục gãy gần hết những cái nhánh, rồi thân cây chỉ còn trơ lại cái gốc cây với nhiều lỗ bọng. Và gió thổi mạnh luồn qua nghe ù ù, và làm cho cái mặt cây nó bay xa. Chim anh vũ nó lại xuống cái gốc cây nó ở, và nó ăn cái mặt cây và nó xuống sông nó uống nước, sống qua ngày, chờ qua đời, nó không bỏ đi nơi khác. Nó đậu mãi ở bên gốc cây Udumbara đó, bất kể đêm mưa ngày nắng, nó cuộn mình vào trong gốc cây. Và sau khi biết rõ được cái đức hạnh cao siêu tri túc của con chim anh vũ về cái hạnh thiểu dục này, Đức Vua Trời Đế Thích mới nghĩ thầm rằng: ta sẽ kết tình bằng hữu với con chim chúa này và ban một cái ân huệ cho cái cây vải này nó trổ trái liên miên suốt bốn mùa. Và Đức Vua Trời Đế Thích đã hóa thành ra một con chim thiên nga chúa cùng với nàng Suchata công chúa Atula, đi đến gần khu rừng Dumbara, đậu trên một cái cây khác gần đó,
Bây giờ hỏi quý vị, cái nàng Sujata là con, cái nàng là bà vợ thứ tư này của Đức Vua Trời Giải Thích này, mà bà này chỉ lo trang điểm nè, cho nên sau khi chết á, không cộng hưởng, tức là cái phước cùng với ba người vợ, tức là cái Sutthamma, Sunanda, Sucitta ha, mà chỉ lo trang điểm mà thôi, cho nên chết làm con cò. Và Đức Vua Trời Đại Thích đã xuống hướng dẫn cho con cò này giữ ngũ giới để rồi được sanh lên làm công chúa của Atula. Và Đức Vua Trời Đại Thích đã đến cưới cô ta, đem về làm thiên hậu, tức là người vợ thứ tư cũng đã đoàn tụ với Đức Vua Trời Đại Thích ha, quý vị còn nhớ ha. Rồi bây giờ thì Đức Vua Trời Đế Thích đó, biến thành con chim thiên nga chúa cùng với nàng Sujata, tức là vợ của thiên nga chúa này, đi đến đậu một cái cây khác gần ở đó, chủ con chim môn vũ rồi gợi chim làm quen. Những ly xanh lá, vô số cây nhiều quả, xá chi cội mục khô mà chúa ghét mến lạ, là một cái câu hỏi mà thấy cũng hay hay. Thì cuộc đối thoại giữa hạt chúa và ghét chúa còn rất là dài, nhưng mà đây đẩy là qua cái câu hỏi như vậy. Thì chim anh vũ chúa mới đáp rằng: ta đã từng ăn quả cây này rất là nhiều năm, cho nên bây giờ dầu cho có hết trái, ta cũng vẫn thương mấy nó như là tổ trước. Nói lên sự chung thủy ha. Rồi Đức Vua Trời Đại Thích mới khiến cho cái cây vải mục khô xanh tươi trở lại và chỗ cây đầy là hoa trái. Trong câu chuyện này, Đức Vua Trời Đại Thích xưa kia chính là Ananda bây giờ, còn chim oanh vũ chúa chính là Đấng Như Lai. Và Đức Phật Ngài đã kết luận: này các vị kheo, cái nếp hạnh thiểu dục như thế là tập quán cố hữu duy truyền của Như Lai, cho nên đối với Như Lai không có gì lạ khi mà con trai của Như Lai là Hissa ở thị xã này cũng giữ được cái hạnh thiểu dục, mới xứng mang danh là một vị tỳ kheo. Và quả thật, vị tỳ kheo nào hành được như thế thì không thể xa lìa các đạo quả, và chắc chắn sẽ chứng ngộ Niết Bàn trong một ngày rất gần. Và Đức Phật Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 32. Sau rồi, bây giờ chờ chút ha. Ấp ba mà đa ra thổ thích Upama de Vajadasi wa Apapbo Parihana Yanipana se Vasantike. Vui thích không phong vật, tỷ kheo sợ phong vật không thể bị thối đọa, nhất định gần Niết Bàn. Khi mà câu Phật ngôn này chấm dứt thì vị tỷ kheo Tích Sát ở thị xã đó chứng đạt thánh quả A-la-hán với tuệ phân tích. Và nhiều vị khác khi mà được nghe cũng dự được vào hàng dự lưu trong tứ chúng. Thì với câu Phật ngôn này, chúng ta thấy duyên sự này sẽ cho chúng ta một bài học: nào phải ăn là chuyện tối cần, mà Ngài Thích Xá cậy gia nhân chay tăng đại lễ không ra mắt, bố thí vô song chẳng dự phần, tri túc xả thân tìm giác ngộ, độc cư cầu đạo pháp mê tăng, hành trì nết hạnh theo gương Phật, nên Niết Bàn xa cũng quá gần. Alo, quý vị nghe xong duyên sự ha. Và câu Phật ngôn 32 sẽ được kết thúc ở đây.
Còn thời gian bao nhiêu trên 20 phút nữa ha. Với thời gian này quý vị có thể thảo luận ha, rồi đưa ra những cái sự thắc mắc, những cái vấn đề mà quý vị cảm thấy tại sao mà coi như là có một cái sự chung thủy của một cái cây mà nó mục, nó còn cái mạc, cái cây đã chết rồi mà tại sao mà coi như là mến thương tới cái độ mà coi như không có chịu đi đâu hết đó. Có trái thì ăn trái, không có trái thì ăn lá, ăn nụ, không có cái lá nụ thì ăn cái vỏ cây, không có vỏ cây thì ăn cái giác cây, không có giác cây thì ăn những cái mạc của cây. Tại sao kỳ cục vậy? Chúng ta có làm được như vậy hay không? Mà Đức Phật gọi là thiểu dục tri túc. Rồi ai với si kia mình chắc chắn là không được rồi, ăn sung mặc sướng rồi có gì nói lấy làm sao, như là bộ đầy gai tùm lum hết trơn, làm sao mà thực hành được cái hành tri túc thiểu dục này. Rồi thôi bây giờ xin mời quý vị cứ thảo luận, chắc chúng tôi phải vắng mặt bởi vì còn lo nhiều công việc ha. Hôm nay là ngày coi như trong chùa có lễ dân y tâm mưa mà Thích Metta là thi chủ, nhưng mà Thích Metta không có về Việt Nam được, mà con cháu để ở dưới Gò Công cũng không lên được, thì vấn đề cũng nội bộ, thì thỉnh Chi Tăng tới cho nó đủ lễ, chủ yếu về nội dung chứ không có nặng về hình thức. Nhưng mà rồi khi quý vị nhìn Chư Tăng thì chắc là quý vị cũng nghĩ là chắc mấy ông này Hồi giáo hay sao, che mặt che mày không có thấy ai là ai hết, chỉ thấy vàng vàng vậy thôi, còn mặt mũi không thấy. Thì quý vị cũng thông cảm ha, bởi vì bây giờ chúng ta tu theo đạo Hồi nhiều lắm, cho nên đi đâu cũng phải có khẩu trang bịt mặt bịt mày. Thôi quý vị thông cảm ha. Rồi xin nhường quý vị để quý vị thảo luận ha. Rồi bàn tay ai đưa lên đây cầm mic nha, chúng tôi đi lo công chuyện một chút, có một số Chư Tăng đã đến phải lo phục vụ tiếp đãi, chứ còn không mà khách tới nhà mà không gà thì việc mà ngồi đây là thái thua rồi. Hồi nãy có vị nào nói mấy con chó hôm nay không nghe sủa, đúng rồi, còn có 3 con 4 con nó bắt thuốc hết rồi. Thôi quý vị thông cảm ha. Rồi xin mời ai cầm mic tôi giùm đi. Xin Nhật Quỳnh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi giảng giải từ vựng cũng như duyên sự cơ pháp của kinh số 32. Dạ cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Đức Pháp Trang, để Đức Thầy Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ của tu nữ tệ duyên và tu nữ phúc hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, sư thì biểu là tha cảm ơn Quang Thanh. Sư thì biểu là đạo tràng luận. Dạ, nếu vị nào có muốn thảo luận, cũng đưa ý nghĩ với mình trong bài học này như thế nào thì đưa bàn tay ạ. Dạ, Nhật Quỳnh hôm nay thì cũng vào trễ, vào đầu giờ. Dạ, Nhật Quỳnh thì chưa trả bài, nhưng mà tại ngài nói là chưa có thảo luận, ngài muốn cả đạo tràng thảo luận thì Nhật Quỳnh kính mời. Dạ, mời vị nào muốn thảo luận thì cứ đưa bàn tay lên, còn Nhật Quỳnh thì không thảo luận. Nếu mà không ai đưa bàn tay chắc không biết giờ này có để Đức tới Đức trước máy hay không. Dạ, nếu mà không ai đưa bàn tay thì Nhật Quỳnh thỉnh Đại Đức hoặc Đại Đức Pháp Trang ôn bài. Dạ, quý vị có đồng ý hay không? Dạ, hoặc là quý vị muốn thảo luận thì cứ đưa bàn tay lên. Quỳnh Giang Nhật Hà, để coi Quỳnh Đạo Quỳnh còn trong đạo tràng không. Dạ, Quỳnh Đạo Quỳnh nữa nè. Dạ, ý kiến quý vị trong đạo tràng như thế nào thì tùy. Dạ.
giảng sư có ngồi trước máy không? Tại vì Vinh Văn Nhật Hà biết không? Mấy lần thường ngồi thường chờ nhịn mà dùng buổi sáng để chờ thì ngài không có kêu. Ngài không kêu mà mấy ngày già bây giờ thấy đi trước máy rồi. Cái là sư đi đậu sáng thì ngài kêu. Nên là bây giờ thấy sư trước máy. Bây giờ đạo tràng có đồng ý không? Đồng ý thì Nhật Quỳnh thỉnh Đại Đức lên ông bài. Dạ, có đồng ý không? Nếu đồng ý thì xin cho một tín hiệu. Dạ, để quý vị nói, trời ơi, sư nhà kêu thảo luận, không mời thảo luận mà mời ông bài. Nhật Quỳnh chỉ thích ông bài thôi, không thích thảo luận. Thật sự là bài chưa được học, chưa được ôn mà thảo luận nó tào lao. Những bài học này là toàn là những lời dạy của ngài Đức Thế Tôn với những vị thánh tăng không à, mình hiểu có chút xíu à. Như hạt cát trong sa mạc cái thảo hồi cái là thảo tầm bảy. Vậy là Nhật Quỳnh quan hỷ nha. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cũng thỉnh đại đức ạ. Đại Đức Pháp Trang, dạ xin quý sư đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Dạ, xà thú, dạ con kính nhân bích kính sư. Dạ Nam Mô Bích Thai giá, Nam Mô Thầm Mà giá, Nam Mô Sang Khà giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài Kinh Pháp Cú câu số 32. Appama Darato Phikkhu Mama De Phayadasiwa. Afapo Parihanaya Nipanase Pasantike. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần Niết Bàn. Là bản dịch ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Appama Darato Phikkhu Pamade Phayadasiwa Afapo Barihanaya Nipanase Vasantike Appama Darato Phikkhu Mamade Fayada Siwa Afapo Barihanaya Nipanase Vasantike Appama Darato Phikkhu Mamade Fayada Siwa Afapo Barihanaya Nipanase Vasantike. Dạ, con xin hết ạ. Con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Trang ạ. Và xin kính mời tất cả quý vị Phật tử trong đạo tràng, nếu mà ai chưa ôn bài thì vẫn còn 12 phút để tiếp tục ôn bài ạ. Dạ, sa thủ đanh thai, dạ con thay mặt đạo tràng kính tri ân Đại Đức Đại Đức. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ cảm ơn Thiền Vũ. Dạ, Hà ơi, bài chưa, có ông bài chưa, tại vì Nhật Quỳnh nãy giờ không có chức máy. Nên cảm ơn Quang Thanh, nên là Nhật Quỳnh không biết vị nào trả bài rồi, họ trả bài chưa. Thì vị nào chưa trả bài thì lên ông bài đi. Và hoặc là muốn thảo luận thì cũng đưa bàn tay lên thảo luận. Còn Nhật Quỳnh thì nếu mà không thì Nhật Quỳnh ôn bài thôi, chứ Nhật Quỳnh không có biết gì để thảo luận hết. Hà ơi, Hà ơi, đâu rồi
Hà Di Vinh Giang Nhật Hà này chắc bà con phải không quý vị? Dạ, chắc bà con phải không? Trích Viên nữa hả? Ồ, Trích Viên lúc này trốn mất tiêu rồi. Dạ, bài trước hả? Đúng rồi. Gì ta? Trích Hà giỏi thiệt chứ. Đi vào sau mà biết Nhật Quỳnh chưa trả bài. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh xin phép được trả bài trước. Dạ, nếu vì nào chưa trả bài thì cứ đưa bàn tay lên. Đã còn tới mười mấy phút nữa là. Nhưng mà Nhật Quỳnh chỉ đọc và kể thôi nha quý vị. Nhật Quỳnh không có phân tích nha. Dạ. Mama da ra to big khu mama de pha ya da si wa a pha bo ba ri ha na ya ni ba na se wa san ti ke ap mama da ra to big khu mama de pha ya da si wa a pha bo ba ri ha na ya ni ba na se wa san ti ke ap mama da ra to big khu ba ma đề pha ya da si wa a ba bo a ri ha na ya ni ba na sa na se wa san ti ke dạ vô thích không phóng vật tỳ kheo sợ phóng vật không thể bị thối đọa nhất định gần niết bàn. Dạ đây là bản chuyên ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Abba-ma-da-ra-to vikhu Ma-ma-de-pha-ya-da-t-si-wa Abba-bo-va-ri-tha-na-ya-nip-ma-na-se Wa-san-ti-ke Abba-ma-da-ra-to vikhu Ma-ma-de-pha và đạt si qua apapora apapora không sai rồi apapobari hana ya nibbana se wa santi ke nhà cho như mình kể lại lần nữa apamada ra to vikhu bamade pha và đạt si qua apapurapa dihana ya nibbana se wa santi ke. Rồi bây giờ Nhật Quỳnh đã đọc và kể xong rồi. Dạ Nhật Quỳnh đọc có sai chỗ nào xin mời đạo tràng chỉ dạy Nhật Quỳnh sửa. Tại vì thật sự Nhật Quỳnh trốn nãy giờ mà cũng chưa có đọc bài. Rồi mời Hà nha. Ngài thì không có chức máy rồi nên nhờ đạo tràng sử dụng. Mời Hà ngăn Hà. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Mà, dạ Nam Mô Sàn Thà. Dạ con kính ảnh lễ Tri Tôn Đức Tăng. Kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ con xin trả bài. Áp Ba Mà Đa Rắc Tô Phích Khu Ba Mà Đề Phá Giá Đa Sì Hòa Áp Pháp Bồ Pariha Na Yanipa Na Se Wasan Tike Abba Ma Darato Fikhu Ba Ma De Faya Dasiwa Abba Pariha Na Yanipa Na Se Ya Na Se Wasan Tike. Dạ con xin đọc lại lần nữa. Abba ma da ra to phích khu ba ma de pha ya da si wa ak pha bo pa ri ha na ya nip pa na si wa na san ti ke. Vui không, vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, không thể bị hối đọa, thối đọa, nhất định gần niết bàn. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Abba ma da ra to fikhu ba ma de pha ya da si wa ap pa bo ba ri ha na ya ni pa na se wa san ti ke. Dạ con đọc xong rồi, con xin trao mic lại cho đạo tràng.
Dạ, sa thủ lành thầy, kính cảm ơn sư thà rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Thà, dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình, kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn thiện vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, đồng hồ Nhật Bình còn 6 phút nữa. Dạ, kính mời bàn tay quý vị ạ. Dạ, con không biết đại đức Pháp Tràng đã dùng sáng xong chưa bạch sư. Dạ, Quỳnh Giang Nhật Hà ngồi trước máy nè, bây giờ xích viên có thể đưa bàn tay lên được không? Và còn vị nào nữa không? Giang Nhật Hà, rất là xa thú Giang Nhật Hà trực trung nha. Dạ, còn vị nào nữa không thì xin Giang Nhật Hà cho biết. Dạ, xa thú, kính mời cô tu nữ Tề Duyên. Dạ, sa thú lành thai, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, hồi nãy thì tự nhiên có phân tích, đọc và kể rồi. Nhưng bây giờ tự nhiên cần thấy khoảng 5 phút. Thì tự nhiên cũng xin chia sẻ về câu Phật ngôn này. Thì qua duyên sự nãy giờ thì đạo tràng chắc chắn đã nghe Ngài Trí Đức đã nói lên. Dạ, con kính lễ Đại Đức Pháp Trang. Đại Đức Pháp Trang chia sẻ câu Pháp Cú 32 này. Dạ, kính dân Đại Đức Pháp Trang ạ. Dạ, alo, alo, Đại Đức Pháp Trang có chia sẻ câu Phật ngôn này không ạ? Dạ, cảm ơn sư. Dạ, con thấy còn có mấy phút, cho nên là con cũng xin chia sẻ câu Phật ngôn này, chỉ còn vài phút nữa để kết thúc chương trình. Thì cái câu này nói lên, tự nhiên xin đọc tiếng Việt. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, không thể thối đọa, nhất định gần niết bàn. Thì đúng là như vậy. Thì cái câu Phật ngôn này thì vị tỳ kheo nếu mà không dễ vui, không phóng dật thì chắc chắn sẽ đi đến gần niết bàn. Vì sao? Vì khi mà các ngài chưa xuất gia thì khác, nhưng mà đến lúc các ngài xuất gia rồi, chắc chắn cái điều đó, những điều mà tự nhiên nói theo thời Bình Nhật thôi, còn cái câu Phật ngôn này là trong thời Đức Phật, cho nên là nó rất là sâu, nói về rất là sâu, cho nên là tự nhiên chỉ nói thời Bình Nhật này thôi. Có nghĩa là vị tỳ kheo khi mà họ còn ở ngoài đời, chắn cái điều phóng dật ít nhiều gì phải có, mà khi thực hành giáo pháp của Đức Phật thì chắc chắn họ phải chỉnh sửa, ví dụ như là sa di thì sửa theo cái luật của sa di, và đến khi trở thành một vị tỳ kheo thì cái luật của tỳ kheo hay là tu nữ chưa xuất gia thì còn gia đình thì còn năm giới, khi xuất gia thì có vị tám giới rồi mười giới, tùy theo cái giới của mình mà mình thực hành theo giáo pháp. Thì để tự nhiên có một cái câu chuyện tự nhiên nhớ, và hai con thiên nga, hai người bạn thiên nga rủ rùa đến nhà tôi chơi. Thì rùa mới nói rằng là tôi đâu có bay được đâu mà bạn rủ. Thì hai con thiên nga mới nói rằng tôi sẽ đưa bạn đến nhà tôi chơi, nhưng bạn nhớ bạn không được nói chuyện. Thì rùa đồng ý. Thì mỗi con thì câu cái cành cây, cái nhành cây để cho mà cắn cái cây để đưa qua sông. Và khi
đi đến ngay cái chỗ mà bay đến ngay cái chỗ mà mấy đứa trẻ bắn cu li thì đá được không à? Thì mấy đứa bé mới nói rằng là cô con rùa biết bay. Thì Thiên Nga đã dặn rồi, đừng có nói. Nếu bạn nói thì bạn rớt xuống, bạn gặp đá sẽ bể, sẽ chết. Ý nói là bạn đừng nên nói những cái lúc mà không thể nói. Người ta đã dặn rồi. Cũng giống như là này là vui thích không phóng dật. Mình nghe thôi, mình đừng có phóng dật. Người ta dặn sao mình cứ làm vậy. Cũng giống như tự nhiên bỗng là nói đến cái ông mà tinh tấn quá, ông đem ông nhổ mấy cái cây của người ta lên, người ta dặn là tưới nước thôi, tưới nước và làm phân một cách khác. Ông tùy ý làm cái cách của ông. Cho nên mình hết giờ rồi. Dạ thì có tự nhiên có vài cái chia sẻ nhỏ nhỏ để mà kết thúc chương trình cho nó có ý nghĩa một chút xíu, chứ tự nhiên cũng không dám nói về sâu với cái câu cập Phật ngôn này. Nếu mà hiểu sâu thì nó sẽ sâu, nhưng mà mình nói về thời hiện tại và thời Nhật. Dạ cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe, và bây giờ đã kính mời Nhật Quỳnh trở lại ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn cô phụ nữ Tây Duyên đã chia sẻ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con thấy đại đức Pháp Trang trở lại đạo tràng hôm nay thì ngài Trí Đức đã bận việc ở dưới chùa rồi. Con cung thỉnh đại đức Pháp Trang chúc phúc cho đạo tràng để chúng con kết thúc buổi học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Trước tiên chúng con xin kính đảnh lễ ơn đức tăng và tam bảo, Phật tốt pháp và chư tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện đạo tràng và trên cầu tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Giờ đây chúng con